số ngày nắng nóng của cái năm 2023 này sẽ nhiều và gay gắt hơn so với năm 2022. Trong tháng 4 đầu tháng 5, thời tiết nắng nóng kéo dài, có những ngày tăng cao bất thường, có nơi đến 44 độ C, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Đáng nói, các đợt nắng nóng sẽ còn tăng trong thời gian tới, gây rất nhiều khó khăn thách thức với vận hành hệ thống điện quốc gia. Theo thống kê, sản lượng các nhà máy điện mà EPS phụ trách sửa chữa bảo dưỡng tại 3 trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Mông Dương, Phú Mỹ trong tháng 4 hơn 3,2 tỷ kWh. Các nhà máy liên tục được huy động ở mức tải cao. Sát cánh cùng các đơn vị phát điện, EPS đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Các phân xưởng sửa chữa EPS thực hiện tăng cường nhân sự, bố trí các ca trực sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố, sẵn sàng phản ứng nhanh 24/24, xử lý các tình huống khẩn cấp trong thời điểm các nhà máy điện chạy hết công suất và liên tục, đặc biệt trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Phân xưởng cũng bố trí đầy đủ nhân sự để đảm bảo tổ máy vận hành tin cậy, an toàn, đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho người dân sinh hoạt trong dịp lễ. Bên cạnh đó, EPS tiếp tục các giải pháp ACM, AMS để sớm phát hiện bất thường thiết bị trong quá trình vận hành, đảm bảo các tổ máy luôn được duy trì trong trạng thái tốt nhất, hệ số khả dụng đạt 100%, tỷ lệ dừng máy sự cố thấp. Cũng trong tháng 4, tại các phân xưởng diễn ra nhiều khóa đào tạo như đào tạo cân chỉnh tuabin, đào tạo vận hành cầu trục, xe nâng, đào tạo giảng viên nội bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cao điểm sửa chữa năm 2023. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường công tác giới thiệu kinh nghiệm, công nghệ của EPS với các đối tác lớn như Mitsubishi, Formosa, Nissan, tạo tiền đề cho sự hợp tác sau này. Trong tháng 4, EPS đã thực hiện cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cho nhiều đơn vị ngoài Sencoba, như dịch vụ lắp đặt, cân chỉnh và cân bằng động cho quạt gió cấp 1 của nhà máy nhiệt điện Phụng Án, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa tại nhà máy đạm Phú Mỹ, nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày quốc tế lao động, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại các đơn vị công ty EPS như chương trình hàng cây thanh niên, trồng hơn 200 cây xanh tại khu quản lý vận hành sửa chữa nhà máy điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4. Các giải bóng đá giao hữu giúp nâng cao tính đoàn kết giao lưu giữa các đơn vị, cũng là dịp để người lao động nghỉ ngơi, thư giãn trước khi chuẩn bị bước vào mùa cao điểm sửa chữa năm 2023. Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định số 377 QĐ-IVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có tính toán kỹ lưỡng về mức ảnh hưởng tới từng nhóm hộ dân. Cụ thể, hộ dân sử dụng dưới 50 kW trên tháng sẽ phải trả thêm 2.500 đồng. Đối với các hộ sử dụng điện từ 101 đến 200 kWh mỗi tháng, tiền điện tăng thêm hàng tháng là 11.100 đồng một hộ. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tác động của việc tăng giá điện lên 3% đối với chỉ số giá tiêu dùng CPI là rất nhỏ. Bên cạnh đó, EVN kêu gọi người dân, doanh nghiệp chung tay tiết kiệm điện ở mức độ cao nhất, qua đó thiết thực giúp mỗi hộ gia đình giảm chi phí sinh hoạt, các doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh sản phẩm. Đối với hệ thống điện sẽ góp phần giúp giảm căng thẳng trong vận hành mùa cao điểm nắng nóng. Làm việc tại phân xưởng gia công phục hồi đi. Làm ở đây vui lắm, như là nhà vậy. Mọi người ở đây cực kỳ hòa đồng và thân thiện. Tuy còn rất trẻ nhưng họ rất giỏi. Một, rồi, rồi đi. Ủa sao nó ra tới biên giới luôn vậy? Dịch vụ ở đây tốt lắm, nhiều máy móc hiện đại.
là đơn vị có điểm thi đua cao nhất trong tháng 3. Trong quý 1 và năm 2023 thì ngoài việc đảm bảo cho cái công tác gia công trong sửa chữa thường xuyên cho các nhà máy điện trong Genco 3 thì phân xưởng gia công phục hồi thì cũng đã cung cấp các cái dịch vụ như tháo lắp cân bằng động và gia công toàn bộ các cái cánh động quạt gió cấp 1 cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng đạt mức doanh thu là 3,3 tỷ đồng. Thì đây cũng là mức doanh thu cao nhất là từ trước tới nay đối với thị trường ngoài Genco 3. Trong 6 tháng cuối năm tiếp theo thì cũng là rơi vào cao điểm sửa chữa, cùng một lúc sẽ thực hiện rất nhiều công trình sửa chữa lớn. Thì phân xưởng cũng đã lên cái kế hoạch để thực hiện một số các công tác nổi bật như là gia công vật tư dự phòng cho các nhà máy điện trong Genco 3, gia công cánh động quạt gió cấp 2 Vĩnh Tân 2, gia công bộ xấy không khí kiểu quay ABH Vĩnh Tân 2 và đặc biệt là gia công các cái vật tư chuẩn bị cho cái công trình đại tu S2 Vĩnh Tân 2 năm 2023. Thì hôm nay cũng nhân dịp cái niềm vui chung của phân xưởng gia công phục hồi thì mời anh em ta cùng quay quần ngồi lại đây để chia sẻ ha. Anh em anh nhân dịp niềm vui hôm nay em đề xuất anh em mình hát một bài để tạo không khí nha. Hôm nay có Dương vô đem đàn vào thì thôi anh em mình làm một bài để chúc mừng cái thành quả của gia công phục hồi. Y biết tựa những vòng xoay lặng lẽ dâng cho đời sức sống, bao thanh xuân qua cùng mơ ước và con tim nhiệt huyết tuôn trào. Y biết nhịp nối niềm tin mang yêu thương hòa vào cuộc sống, ta bên nhau để cùng gìn giữ một niềm tin, một nguồn sáng vững bền. Y biết nhịp nối niềm tin mang yêu thương hòa vào cuộc sống, ta bên nhau để cùng gìn giữ một niềm tin, một nguồn sáng vững bền. Ta bên nhau để cùng gìn giữ một niềm tin, một nguồn sáng vững bền.